Thiên niên kỳ thứ ba, toàn dân Chúa bước đi con đường hiệp hành. Muôn con tim khắp giáo hội hoàn vũ, nối kết với nhau nên nhịp đập yêu thương thắp sáng cuộc đời bằng ngọn đuốc đức tin sáng ngời. Cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia từng thi sứ vụ, đem tin mừng Chúa đến khắp nơi trần gian. Cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia từng thi sứ vụ, cùng theo Đức Kitô là con đường, là sự thật và là sự sống. Thiên niên kỳ thứ ba, Chúa bước đi con đường hiệp hành, biết lắng nghe tiếng kêu mời của Chúa, kết nối yêu thương nên một đời nhân chứng tham gia sứ mạng bằng nhiệt tâm dân thân phục vụ. Cùng nhau hiệp thông, cùng nhau tham gia thực thi sứ vụ, đem tin mừng Chúa đến khắp nơi trần gian. Con đường hiệp hành đi loan báo đem tin mừng của Chúa, trở nên môi men lan tỏa lời của Chúa, nối tiếp con đường đường tình yêu trong Chúa Kitô. Cùng nhau hiệp thông,